Rồi tiếp tục em lên sóng quay cho số cho anh chị nha anh chị. Đó em có chiếc kim nữa đó, em bón 2,5 triệu thôi có giá tờ đồ quần hết nha anh chị. Rồi thì bây giờ hôm nay đài Kon Tum chủ nhật nha anh chị, ngày 17 tháng 9 năm 2023. Rồi chiếc xe em bón 2,5 triệu, anh chị nào có nhu cầu thì mua về đi chở cỏ nha anh chị, đi buôn bón nha. Rồi thì bây giờ hôm nay em quay số, hôm nay cái đài Kon Tum số cũng được nhược được này nha anh chị, cũng được 200 mấy tờ rồi, không tốn này nha anh chị, 06 02 11 15 90 20. Đó Kon Tum nha anh chị, tiếp tục nha, 42 39 26 44 33 35 24 35 đây mà, ba làm 57 tóm làm 67 94 76 72 61 hả, 70 tóm 9 4 tóm 9 tóm 63 59 rồi 17 53 tóm 1 hả. Rồi có đây là Thiên Quế nha anh chị, Thiên Quế có ba sắp là 60 tờ nè, 49 60 tóm tóm 16 rồi. Hồi sáng có một cái em bé mà mua cái số 35, số 35 mà sáng là không thấy, bây giờ mới thấy đây, sáng cho nó núp núp này chứ không thấy này, 35 29 và 35 đây anh chạy, 35 và 35 này, số đây không đẹp nữa, 59 và 35 442 rồi. Anh chị nào có nhu cầu mua vé số thì tại khu vực em bán đây, đậu 12 thôn An Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Đây cái số tài khoản ngân hàng 451 220 527 3226 nha anh chị, ngân hàng Agribank. Số Zalo là 0968634712. Rồi thì cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều đã xem video, bỏ thời gian xem video của em bán vé số. Em bán đoàn ở ngoài đường quốc lộ 24B nha anh chị. Rồi thôi em cũng cầu chúc cho anh chị chiều nay được có những con số may mắn nha anh chị. Số 35 35 tóm tóm rồi nha, chiều nay dễ rồi anh em, 35 tóm tóm. Hôm qua con có chị chưa mua 16 nha anh chị, họ mua 16 mà hôm qua em có không có 16, có số mốt thôi mà chị không có lấy, mà mình chỉ chị đưa em mua chú khót. Hôm qua ra 16 đào luôn chị, qua Quảng Ngãi 16 đào tuyệt vời. Em bán dây số mà nhiều khi nếu khi mua số đề dễ trúng lắm anh chị, nhiều người khách ta ngủ thấy chim bồ thấy gì đó này ta tới ta kiếm số, mà nếu mình muốn số đề thì dễ vô lắm anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều đã xem video của em, chúc cho anh chị chiều nay được vào nhiều lô đó, và chúc cho anh chị được trúng tài dây số giải lớn nha anh chị. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha.